2022 mới làm hết rung đầu của nhà xe. Anh em thấy rõ dặn là nó là qua cái mức rồi đó. Cái loại zin rồi dặn tới đây là nó hết rồi, nó không lên nữa. Cái mình làm mà nó hết rung ra đầu nhẹ xe nhích cái là có liền, không có bị chờ, không bị lì như loại zin nha. Anh em liên hệ mình ha, qua địa chỉ số điện thoại này.